VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, việc tậu một dàn karaoke với nhiều tính năng hiện đại chưa bao giờ là công việc đơn giản với đại đa số chúng ta. Có quá nhiều nhu cầu mà chúng ta cần được thỏa mãn, nhưng không phải lúc nào dàn karaoke mà chúng ta tìm cũng đáp ứng được. Và ngày hôm nay, VDA vui mừng gửi đến các bạn một sản phẩm đặc biệt mà chúng tôi tin chắc rằng không những giúp bạn thỏa mãn được nhu cầu đam mê ca hát mà còn không làm viêm mạc túi của bạn. Được tạo hình với kiểu dáng vuông vức, Atnos SK8910KTV đem lại ấn tượng mạnh mẽ và chắc chắn đi kèm với tông màu đen sang trọng. Mặt trước đầu phát sử dụng màn hình LED làm điểm nhấn và hàng nút điều khiển không thể thiếu cho bất kỳ thiết bị nào. Hai mặt bên của đầu karaoke được bố trí các khe tản nhiệt nhỏ giúp thiết bị thoát hơi tốt trong quá trình sử dụng và hạn chế các hư hỏng về linh kiện bên trong. Và phía sau đầu phát được bố trí khay chứa ổ cứng, các cổng kết nối với âm ly và loa, cổng HDMI cho hình ảnh Full HD 1080p. Chất lượng hình ảnh của Atnos SK8910KTV là vấn đề không cần bàn cãi. Màu sắc sinh động và tươi mới, hình ảnh chuẩn HD chân thực đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi hát với những MV mới nhất. Chất lượng âm thanh của đầu phát SK8910KTV cũng không thể chê vào đâu được khi sản phẩm được trang bị chip âm thanh chuẩn công nghệ Pháp SAM2634. SK8910KTV hỗ trợ hát nhạc qua smartphone với những thao tác kết nối cực kỳ dễ dàng và cho phép đến tắt thiết bị cùng một lúc kết nối vào đầu phát để chọn bài và tùy chỉnh thả ca. Hiện tại thì sản phẩm đã được bày bán trên tất cả các chi nhánh của VDA và có hai mức giá khác nhau để các bạn có thể thoải mái tham khảo và lựa chọn. Đầu karaoke Atnos SK8910KTV kèm USB 16GB có mức giá là 3 triệu đồng. Còn đầu karaoke Atnos SK8910KTV kèm theo ổ cứng 2TB có mức giá là 4.500.000 đồng. Mức giá rất là rẻ, nghe là chịu liền, nhưng các bạn còn thích hơn khi biết rằng VDA sẽ tặng cho các bạn những phần quà vô cùng hấp dẫn khi mua đầu karaoke Atnos SK8910KTV. Đó là dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, sách cân chỉnh âm ly 300.000 đồng, dây AV xịn trị giá 300.000 đồng. Rồi các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy điện thoại và gọi ngay về chúng tôi theo số hotline đang hiển thị trên màn hình 0902 799 186 để được VDA tư vấn thêm về sản phẩm. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.